bộ phim Jin 3. Chủ nhân, tôi đến cứu người đây. Linda, đội trưởng Zagrey, ông từng nói với tôi ông chạy chiến đấu vì nhân dân. Bây giờ sao lại làm ngược lại nguyện vọng của mình vậy chứ? Lẽ nào tất cả chỉ là lừa gạt thôi sao? Zagrey, ông mau trả lời tôi đi. Tất cả như lời nói trước đó chỉ là lừa gạt thôi. Ngươi chỉ là quân cờ để ta thực hiện mọi thứ mà thôi. Tôi... Đáng ghét. Nhóm 9 giờ. Anh trai, em gái, nhóm 9 giờ, sao các ông lại nhẫn tâm lừa gạt các đồng đội của mình như vậy? Tôi sẽ không bỏ qua cho các ông đâu. Kista, xông lên. Sao lại lợi hại như thế? Jin ba vàng lấp lánh cũng chỉ được như vậy thôi sao? Can, mau đưa cho mình thêm đá năng lượng. Kista, nhận lấy. Rafan, phun độc độc. Nọc độc lợi hại quá. Tên này quả thật là một đối thủ khó đối phó. Cửa này mà cũng không qua được, mà các người đòi đối đầu với ta sao? Lord Knight, cậu chỉ có tí bản lĩnh này thôi sao? East, tôi sẽ cho anh thấy bản lĩnh thật sự của tôi. Đá năng lượng hợp thể. Tuyệt chiêu, mũi khoan chân không.
Thành công rồi. Cái gì cơ? Lọt này, cậu đã quá khinh thường tôi rồi. Bây giờ đến lượt tôi. Hát đi anh. Tuyệt chiêu không khí xoay chuyển. Eo, tấn công cho ta. Eo. Eo. Lọt này, cậu đã bị bắt. Không ổn rồi, bên cạnh có vấn đề. Đối thủ quá mạnh mẽ. Nếu cứ thế này, Kingstar sẽ không cầm cự được mất. Đáng ghét. Phải làm sao bây giờ? Thì tìm một Zimba mạnh mẽ như Kingstar. Nếu đối thủ quá mạnh, thì dùng 2 đấu với 1 không phải cũng ổn sao? Nói thì dễ thế, nhưng bây giờ con phải đi đâu để tìm được trợ thủ giỏi như thế đây? Can, Can, Is, Hadian. Là Is sao? Zolf, kế hoạch của ông bị thất bại rồi. Mau đầu hàng đi. Zack Ray, mau xử lý mấy đứa vô danh tiểu tốt này cho ta. Clafan, tuyệt chiêu ánh sáng hủy diệt. East, anh hiểu rồi. Không khí xoay chuyển. Kingstar, đến lúc rồi. Tấn công chữ thập. Cái gì? Scorpion là Zimba đồng hành của Brush và được lấy hình tượng từ con bọ cạp. Khi biến thành Zimba khổng lồ, Scorpion tấn công địch bằng cách phun độc ở đuôi với tuyệt chiêu hủy diệt. Hướng dẫn cách xuất trận Scorpius. Zimba đang ở trạng thái mở. Để chuyển sang trạng thái khóa, thực hiện các bước như sau. Kéo hai càng về phía sau. Nhấc hai chân ở hai bên lên. Nhấc phần đầu của đuôi lên và kéo đuôi ngược về phía trước. Hoàn tất trạng thái khóa. Muốn Zimba xuất trận, các em hãy nhấn vào nút ở phía dưới đuôi để mở khóa. Scorpius xuất trận thành công. Thành công rồi. Sao? Sao mình có thể? Đội trưởng Zachary. Anh trai. Đồ vô dụng. Xem ra chỉ có thể trông chờ vào nó thôi. Bong bóng thần quang. Cứ thế này Xin cũng không chống chọi được bao lâu nữa. Shibuki, xem kìa. Có chuyện gì vậy? Nguy rồi, chúng đang chạy vào phía Can đó. Đuổi theo mau. Job, mau đầu hàng đi. Nhóc con đừng vội đắc ý. Trò vui, còn phía sau cơ.
Đây là... Đây chính là bức tượng kỳ lạ đó. Không ngờ còn có loại Jinba như thế này. Có vẻ như chúng rất mạnh. Hôm nay ta sẽ cho các người biết còn át chủ bài của ta. Tiến lên đi con át chủ bài của ta, Eparadon. Đó là... Mọi người cẩn thận, đó chính là Eparadon trong truyền thuyết. Chẳng lẽ lời tiên tri là có thật? Nhưng Eparadon không phải bị ba Jinba khác đánh bại rồi sao? Đúng là nó đã bị đánh bại. Nhưng ba con Jinba kia để lại lời cảnh báo. Cảnh báo sao? Khi Eparadon thức dậy một lần nữa, thế giới sẽ lâm vào sự tuyệt vong. Lửa địa ngục sẽ thiêu đốt trần gian. Tất cả sự sống sẽ rơi vào con đường hủy diệt. Hãy nhớ rằng, chỉ có hủy diệt hoàn toàn mới có sự sống hoàn hảo. Và ta sẽ trở thành đấng sáng tạo của thế giới mới. Zoff đại nhân, ngài không được quên chúng ta đã giao hẹn không được làm hại người vô tội. Giao hẹn sao? Giao hẹn gì đi nữa cũng không thể ngăn cản ta thống nhất thế giới này. Ông lên đi, Eparadon. Nguy rồi, Can, mau cho ta tiến hóa đi. Jinba tiến hóa, quét. Lá chắn hoàng kim. Thầy ơi, thầy sao rồi? Ta già rồi, không thể xông lên đầu được nữa rồi. Đáng ghét. Mặc kệ ngươi là Eparadon gì đi nữa, chỉ cần người muốn hủy diệt thế giới thì người phải bước qua cửa này cũng can đã. Tiến lên đi, Kingstar. Tuyệt chiêu. Tấn công chữ thập. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Năng lượng của nó mạnh mẽ quá. Thấy chưa? Đó chính là năng lượng sừng bá thiên hạ. Giúp đại nhân, xin ngài hãy dừng lại đi. Gì cơ? Đến cả ngươi cũng muốn ngăn ta lại sao? Không phải ngài đã hứa với tôi sẽ không làm hại người dân vô tội rồi sao? Vậy thì ngươi và nó cùng bị hủy diệt đi. Đội trưởng Zachary. Một đám ưa nặng. Eparadon, xử lý chúng đi. Còn đứng đấy làm gì nữa? Không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Loài người ngốc nghếch, ngươi đừng nghĩ dở chút thủ đoạn là có thể khống chế được ta. Cái gì? Ta là người triệu tập ngươi tới. Ngươi phải nghe ta. Phải nghe ta. Ngươi phải nghe ta. Loài người vô tri. Giáo sư, thật không đúng như lời thầy nói. Con không can tâm.
Tuyệt vọng chưa hỡi loài người? Hãy đem sự tham lam và vô tri của các người hủy diệt cùng với trái đất đi. Can, năng lực của Eberadon quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của nó đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không ngăn cản nó lại, trái đất sẽ rơi vào cảnh hủy diệt. Chỉ có cách đồng tâm hiệp lực chiến đấu, đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đúng thế, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu. Một đám ruồi muỗi mà cũng muốn đối đầu với ta sao? Đồng đội, vì tương lai của trái đất, chúng ta hãy chung vai sát cánh chiến đấu nào. Hadian, sương mù hỗn loạn. Ranby, lốc xoáy ánh sáng. Tiến lên, Scorpius. Bão cát. Xem em đây nè, anh trai. Giỏi lắm, Scorpius. Ánh sáng lửa, tấn công. Thành công rồi. Nagger là một Jinba hoang dã và là người bạn đáng tin cậy của Kingstar. Nó có thể sử dụng sức mạnh từ cánh tay khỏe để xuất chiêu tấn công đối phương. Hướng dẫn cách xuất trận Nagger. Jinba đang ở trạng thái mở. Để chuyển sang trạng thái khóa, thực hiện những bước như sau. Ấn phần thân xuống, giữ phần đuôi rồi gặp hai chân trước và hai chân sau lại, hoàn tất trạng thái khóa. Muốn Jinba xuất trận, các em hãy nhấn vào phần đuôi để mở khóa. Nagger xuất trận thành công. Jinba. 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 Nào cùng tiến bước trên con đường đầy lùi gian nan và nguy khó. Kia cuộc sống đang tươi đẹp, mình cùng chung tay và gìn giữ, băng qua lửa khói nào cũng bước tới. Và trời đã chiếu soi xua tan màn đêm, phải vui lại lên, ta mong ước vì cuộc sống không phải chỉ chúng ta cùng chiến đấu, tình bạn của chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Kia cuộc sống đang tươi đẹp, mình cùng chung tay và gìn giữ, băng qua lửa khói nào cũng bước tới. Mặt trời đã chiếu soi xua tan màn đêm, hãy vui lại lên, ta mong ước vì cuộc sống không phải chỉ chúng ta cùng chiến đấu, tình bạn của chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
luôn chiến thắng. Vì cuộc sống không ai chỉ chúng ta.